Để có những thang thuốc Nam, thang thuốc Bắc thì các cơ sở sản xuất thuốc họ đã rất vất vả để lên núi kiếm những cây thuốc hoặc là trồng những vườn ươm, những trang trại thuốc. Sau khi cây thuốc đủ độ tuổi để thu hoạch thì các cơ sở sản xuất người ta sẽ chặt về và thái nát mỏng ra, những cành nhỏ thì chặt khúc, phơi khô để làm những thang thuốc trị bệnh cho bà con. Dùng thuốc Nam hoặc thuốc Đông y sẽ giúp bà con cải thiện sức khỏe và không bị những tác dụng phụ như thuốc Tây. Việc chế biến, thái và băm khúc các loại cây thuốc với số lượng lớn sẽ tốn rất nhiều công và sức khi làm thủ công. Chính vì thế, công ty Takeo đã nghiên cứu và sản xuất ra một dòng máy thái thuốc Nam Takeo TK2002 Brus, có thể thái nát những miếng của cây thuốc có đường kính từ 1 đến 8cm và chặt những khúc nhỏ từ 2 đến 4cm cho những cành thuốc nhỏ. Máy sử dụng điện một pha 220 và được bảo hành chính hãng 18 tháng, phù hợp cho tất cả các cơ sở sản xuất thuốc Đông y và thuốc Nam, thuốc Bắc. Đây là nguyên liệu sau khi thái xong, thái nát mỏng và đều. Dùng máy thái Takeo TK2002 Brus.